Mở nhà khè luôn ha. Rất là nặng, con cá này mình ước chừng là hơn 1 kg nha. À, có một lớp giấy bạc nè mọi người. Cuốn trong lớp giấy bạc. Ồ, rất hấp dẫn luôn mọi người ơi. Cá lóc nướng 7 bột với giá 130.000 đồng trong ngày vía thần tài. iPhone tại Vĩnh Long đến ngay Ufi.com, bảo hành mãi 12 tháng 1 đổi 1, bảo hành pin trọn. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2020, tức mùng 10 âm lịch tháng 1 năm Canh Tý. Thì hôm nay là ngày vía thần tài nè mọi người. Thì mình sẽ theo trào lưu để quay cái cảnh mà mua cá lóc nướng về để cúng thần tài cho mọi người. Sau đây mình mời mọi người đi cùng mình vào chỗ bán cá lóc nướng duy nhất tại thành phố Vĩnh Long. Mọi người nhìn đây thì chắc cũng biết là cây cầu gì rồi đúng không? Đây là cây cầu lộ, nơi giao nhau giữa phường 1 và phường 2. Còn chỗ này là chỗ bán cá lóc nướng 7 bột, chỗ bán cá lóc nướng duy nhất tại thành phố Vĩnh Long, rất đắt trong ngày mùng 10 vía thần tài hôm nay. Thì sau đây mình sẽ qua đó mua một con cá lóc nướng trong ngày vía thần tài cho mọi người xem nha. Đây, mời mọi người đi cùng mình nha. Hiện tại bây giờ là 6 giờ chiều rồi, ra là cái lượng khách cũng đã bớt dần, nhưng mình vẫn muốn quay cho mọi người để xem nha. Đây, mời mọi người đi cùng mình. Đây mọi người xem nha, cái thao tác rất là điêu luyện và chuyên nghiệp. Chào anh, ở đây là cá của mình là có một giá hay là to nhỏ khác nhau giá anh? To nhỏ. Dạ, là giá của mình là một con là tầm bao nhiêu tới bao nhiêu anh? Người nhìn này cá rất hấp dẫn. 2.3. Dạ. Con mình thấy là rất là to luôn. Hai lửa hồng nè. Hấp dẫn quá phải không mọi người, thơm, rất thơm luôn. Rồi bán cho em một con nha. Giờ có sẵn luôn nha. Bao nhiêu tiền anh? 130.000 đó. Dạ. Nhân viên rất là đông nè mọi người. Giờ là mình đã mua được một con cá lóc nướng trong ngày vía thần tài hôm nay tại quán cá lóc nướng 7 bột với giá là 130.000 đồng nè mọi người. Con cá này mình thấy rất là to nha. Con cá này mình ước chừng là hơn 1 kg đó. Giá rất là bình dân phải không mọi người? Mọi người xem, rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn. Mình thì không có cúng kiến nhưng mà mình quyết định mua và quay và ăn thưởng thức cho mọi người được biết nha. Sau đây thì mình mời mọi người cùng xem một con cá lóc nướng 130.000 ở 7 bột ngay dốc cầu lộ á. Có gì nha. Đây, con lóc nóng hổi luôn mọi người. Rất là nóng luôn, rất là bự luôn. Đây là một bịch rau sống ăn kèm cuốn với bánh tráng ha. Đây, mình xem thử nha, rồi mọi người cùng xem. Đây, một bịch bánh tráng. Bánh tráng này tầm khoảng, thì mình nghĩ chắc tầm khoảng là 15-20 miếng gì đó. Nè, rau, rau thơm, rau xà lách, và một bịch mắm me. Chà, một bịch mắm me này rất là to mọi người, rất là nhiều luôn. Ở đây còn một bịch bún nữa ha. Bịch bún này chắc khoảng 200 gram. Đây còn một bịch mỡ hành nữa nè mọi người, nhìn hấp dẫn lắm mọi người ha. Rau dấp cá. Rồi, sau đây mình sẽ khui con cá lóc cho mọi người cùng xem nha. Bắt đầu là
bóc tem con cá lóc nướng 7 bột nha mọi người. Đây, 130.000 con cá lóc vẫn còn rất là nóng, được quấn ở trong giấy báo nha. Một tay thì nó hơi khó lấy. Mọi người đợi mình chút. Giờ mình đang cầm một tay quay cho mọi người xem á, nha, mình hơi khó lấy con cá này. Đây, bắt đầu mình sẽ lấy ra cho mọi người xem nha. Đây là cái dĩa nè. Cho nướng chảy mỡ nè mọi người. Mỡ vàng khè luôn ha. Rất là nặng con cá này, mình ước chừng là hơn 1 kg nha. À, có một lớp giấy bạc nè mọi người. Cuốn trong lớp giấy bạc. Ồ, rất hấp dẫn luôn mọi người ơi. Cá lóc nướng 7 bột với giá 130.000 đồng trong ngày vía thần tài. À, mùng 10 tháng 1 xuân Canh Tí. Rất là rẻ mọi người, 130.000 con cá này mình nói là tầm khoảng 1,2 kg, 1,3 kg nha. Rất là to luôn. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Rồi. Vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người ha. Ngày vía thần tài rồi đó. Thì người ta hay mua cái lóc nướng cúng cùng với bánh bao, và hay mua vàng đó. Thì mình cũng tham gia để giới thiệu cho mọi người được biết trong cái ngày mùng 10 tháng 1 xuân năm 2020 đó. Cá lóc nướng giấy bạc 7 bột với giá 130.000 đồng, ăn kèm với bánh tráng ha. Rau sống, bún, mắm me. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong video mới nhất. Hãy like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Nếu hay thì mọi người share nha. Chia sẻ cho mọi người được biết nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại.